Điện thoại di động chắc không còn là vật gì xa lạ với tất cả chúng ta. Nó hiện hữu và thậm chí trở thành một vật không thể thiếu của con người trong cuộc sống hiện đại này. Ngày nay, có rất nhiều bàn luận về việc liệu điện thoại di động có phát ra đủ bức xạ để gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe hay không. Bởi điện thoại di động phát ra tín hiệu qua sóng vô tuyến, bao gồm năng lượng tần số vô tuyến, RF, một dạng bức xạ điện tử. Mà điều đáng lo ngại là điện thoại di động thường được đặt gần hoặc áp vào đầu trong quá trình sử dụng. Điều này khiến bức xạ tiếp xúc trực tiếp với mô trong đầu. Để giải mã tất cả những câu hỏi trên, video này Khoa học Trái Đất sẽ đào sâu và tìm hiểu giúp các bạn nhé. Bạn sẽ hiểu cách điện thoại di động tạo ra bức xạ và cách chúng được kiểm tra mức độ bức xạ là như thế nào ở phần nội dung tiếp theo sau đây. Khoa học Trái Đất, kênh thông tin khoa học chính xác. Nguồn bức xạ. Khi nói chuyện trên điện thoại di động, thiết bị phát sẽ lấy âm thanh giọng nói của bạn và mã hóa nó thành một sóng hình sin liên tục. Sóng hình sin chỉ là một loại sóng biến thiên liên tục phát ra từ anten và dao động điều hòa trong không gian. Sóng sin được đo bằng tần số, là số lần sóng dao động lên và xuống trong một giây. Khi âm thanh được mã hóa đã được đặt trên sóng sin, máy phát sẽ gửi tín hiệu đến anten, sau đó sẽ gửi tín hiệu ra ngoài. Điện thoại di động có bộ phát công suất thấp trong đó. Hầu hết các điện thoại trên ô tô đều có công suất máy phát là 3W. Điện thoại di động cầm tay hoạt động trên khoảng 0,75 đến 1 W điện. Vị trí của bộ phát bên trong điện thoại khác nhau tùy thuộc vào nhà sản xuất, nhưng nó thường gần với anten của điện thoại. Các sóng vô tuyến gửi tín hiệu được mã hóa, được tạo thành từ bức xạ điện tử, được lan truyền bởi anten. Chức năng của một anten trong bất kỳ máy phát vô tuyến nào là phóng sóng vô tuyến vào không gian. Trong trường hợp của điện thoại di động, những sóng này được thu bởi một bộ thu trong tháp điện thoại di động. Theo Ủy ban Truyền thông Liên bang, bức xạ điện tử được tạo thành từ các sóng năng lượng điện và từ trường chuyển động với tốc độ ánh sáng. Tất cả năng lượng điện tử rơi vào một nơi nào đó trên phổ điện tử, từ bức xạ tần số cực thấp, ELF, đến tia X và tia gamma. Sau đó, bạn sẽ tìm hiểu các mức độ bức xạ này ảnh hưởng đến mô sinh học như thế nào. Vào cuối những năm 1970, người ta đã lo ngại rằng từ trường từ các đường dây điện thoại đã gây ra bệnh bạch cầu ở trẻ em. Các nghiên cứu dịch tễ học sau đó không tìm thấy mối liên hệ nào giữa ung thư và đường dây điện. Một mối đe dọa sức khỏe gần đây liên quan đến công nghệ hàng ngày là khả năng gây hại bức xạ do điện thoại di động gây ra. Các nghiên cứu về vấn đề này vẫn tiếp tục mâu thuẫn với nhau. Tất cả điện thoại di động đều phát ra một lượng bức xạ điện tử. Do để điện thoại gần đầu, bức xạ có thể gây ra một số tác hại cho hàng triệu người dùng điện thoại di động trên toàn thế giới. Điều đang được tranh luận trên các lĩnh vực khoa học và chính trị chỉ là mức độ bức xạ được coi là không an toàn và liệu là có bất kỳ tác động lâu dài tiềm ẩn nào của việc tiếp xúc với bức xạ điện thoại di động hay không. Có hai loại bức xạ điện tử, bức xạ ion hóa. Loại bức xạ này chứa đủ năng lượng điện tử để tách các nguyên tử và phân tử ra khỏi mô và làm thay đổi các phản ứng hóa học trong cơ thể. Tia gamma và tia X là hai dạng bức xạ ion hóa. Các bác sĩ biết chúng gây ra thiệt hại, đó là lý do tại sao họ mặc áo khoác trì khi chụp X-quang cơ thể. Bức xạ không ion hóa. Bức xạ không ion hóa thường an toàn. Nó gây ra một số hiệu ứng sưởi ấm nhưng thường không đủ để gây ra bất kỳ loại tổn thương lâu dài nào cho mô. Năng lượng tần số vô tuyến, ánh sáng nhìn thấy và bức xạ vi sóng được coi là không ion hóa. Trên trang web của mình, FDA tuyên bố rằng các bằng chứng khoa học hiện có không chứng minh bất kỳ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nào liên quan đến việc sử dụng điện thoại di động. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không tồn tại khả năng gây hại. Theo Ủy ban Truyền thông Liên bang, bức xạ có thể làm tổn thương mô của con người nếu nó tiếp xúc với mức bức xạ RF cao. Bức xạ RF có khả năng làm nóng mô người, giống như cách lò vi sóng làm nóng thức ăn. Tổn thương mô có thể do tiếp xúc với bức xạ RF vì cơ thể không được trang bị để tản nhiệt quá mức. Đôi mắt đặc biệt dễ bị tổn thương do thiếu máu lưu thông ở khu vực đó. Mối quan tâm thêm với bức xạ không ion hóa
loại bức xạ liên quan đến điện thoại di động là nó có thể có những ảnh hưởng lâu dài. Mặc dù nó có thể không gây tổn thương mô ngay lập tức, nhưng các nhà khoa học vẫn không chắc chắn về việc liệu tiếp xúc kéo dài có thể tạo ra vấn đề hay không. Đây là một vấn đề đặc biệt nhạy cảm ngày nay, bởi vì nhiều người đang sử dụng điện thoại di động hơn bao giờ hết. Tính đến ngày nay, đã có hàng tỷ người đang sử dụng điện thoại di động trên toàn thế giới. Như với hầu hết các chủ đề gây tranh cãi, các nghiên cứu khác nhau có kết quả khác nhau. Một số người nói rằng điện thoại di động có liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh ung thư và các bệnh khác cao hơn, trong khi các nghiên cứu khác lại báo cáo rằng người dùng điện thoại di động không có tỷ lệ ung thư cao hơn dân số nói chung. Cho đến nay, chưa có nghiên cứu nào đưa ra bằng chứng thuyết phục rằng điện thoại di động có thể gây ra bất kỳ căn bệnh nào trong số này. Tuy nhiên, có những nghiên cứu đang diễn ra, đang xem xét vấn đề một cách chặt chẽ hơn. Theo một báo cáo gần đây của Văn phòng Kế toán Tổng hợp Hoa Kỳ GAO, năng lượng tần số vô tuyến có thể nhanh chóng làm nóng các mô sinh học và gây ra các tổn thương như bỏng. Báo cáo tiếp tục chỉ ra rằng, điện thoại di động hoạt động ở mức công suất thấp hơn nhiều so với thời điểm mà các hiệu ứng sưởi ấm như vậy sẽ xảy ra. Lượng bức xạ phát ra từ các thiết bị thực tế là phút và chính phủ liên bang Hoa Kỳ đặt giới hạn về lượng bức xạ mà điện thoại di động có thể phát ra. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét cách kiểm tra mức bức xạ điện thoại di động nhé. Kiểm tra bức xạ. Mỗi mẫu điện thoại di động phải được kiểm tra và đáp ứng các tiêu chuẩn của Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC trước khi được phép bán tại Hoa Kỳ. Theo báo cáo của GAO, việc kiểm tra chủ yếu được thực hiện bởi chính các nhà sản xuất. Điều này tạo ra một số sự không chắc chắn về quy trình kiểm tra. Giới hạn phơi nhiễm do Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC thiết lập vào năm 1996 đặt ra cho điện thoại di động dựa trên tác động làm nóng tổng thể của năng lượng tần số vô tuyến. Một năm sau, Ủy ban Truyền thông Liên bang đã công bố các hướng dẫn kiểm tra không bắt buộc, giúp các nhà sản xuất tuân thủ giới hạn phơi nhiễm. Ủy ban Truyền thông Liên bang vẫn cho phép các kỹ thuật kiểm tra khác sau khi họ xem xét các quy trình được hoàn thành. Mức độ bức xạ được kiểm tra dựa trên tỷ lệ hấp thụ cụ thể là một cách đo năng lượng tần số vô tuyến được cơ thể con người hấp thụ. Để có được giấy phép của Ủy ban Truyền thông Liên bang, tỷ lệ hấp thụ cụ thể tối đa của điện thoại phải nhỏ hơn 1,6 W trên kg. Năm 2000, Hiệp hội Internet và Viễn thông Di động ra lệnh cho các nhà sản xuất điện thoại di động dán nhãn trên điện thoại, tiết lộ mức bức xạ. Các kỹ thuật kiểm tra hơi khác nhau, nhưng nhìn chung là khá tiêu chuẩn. Báo cáo của GAO, nỗ lực nghiên cứu và quản lý về các vấn đề sức khỏe của điện thoại di động, được xuất bản vào tháng 5 năm 2001, mô tả cách kiểm tra mức độ SAR. Đây là những gì báo cáo mô tả. 1. Một chiếc khuôn có hình dạng giống đầu và thân người, chứa đầy hỗn hợp chất lỏng, được thiết kế để mô phỏng các đặc tính điện của mô người. 2. Điện thoại di động đang được xem xét được đặt ở bên ngoài khuôn. 3. Một đầu dò gắn với cánh tay máy điều khiển bằng máy tính được đưa vào hỗn hợp ở nhiều vị trí khác nhau. 4. Điện thoại được chế tạo để truyền tín hiệu ở mức công suất tối đa, trong khi đầu dò được di chuyển qua hỗn hợp. Trong quá trình thử nghiệm, anten của điện thoại được kéo dài và thu lại để kiểm tra bất kỳ sự dao động bức xạ nào mà điện thoại có thể thể hiện ở các cấu hình khác nhau. Nhà sản xuất phải gửi mức tỷ lệ hấp thụ cụ thể SAR cao nhất đo được trong các thử nghiệm này cho Ủy ban Truyền thông Liên bang. Điện thoại được yêu cầu thử nghiệm dưới 1,6 W trên kg, trung bình trên 1 gram chất lỏng. Theo báo cáo của GAO, do thiếu bất kỳ tiêu chuẩn kiểm tra toàn ngành nào, Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC phải đánh giá các quy trình riêng được sử dụng bởi từng nhà sản xuất để chứng nhận mức SAR, tỷ lệ hấp thụ cụ thể của từng điện thoại mới. Vẫn chưa rõ liệu điện thoại di động có thực sự gây ra bất kỳ thiệt hại đáng kể nào cho cơ thể con người hay không. Các nghiên cứu tiếp tục mâu thuẫn với nhau về vấn đề này. Các nghiên cứu bổ sung có thể làm sáng tỏ tác động thực sự của bức xạ điện thoại di động, nhưng có thể sẽ chỉ khiến người tiêu dùng hoang mang hơn nữa. Trong khi đó, hàng tỷ người dùng điện thoại di động phải chấp nhận bất kỳ rủi ro nào có thể xảy ra khi sử dụng thiết bị số này. Video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Đừng quên ấn like, share và subscribe kênh Khoa học Trái Đất
trước khi bạn chuyển sang xem một video khác trong kho tàng video khám phá về khoa học trái đất của kênh nhé. Khoa học trái đất, kênh thông tin khoa học chính xác.